Xin được trân trọng giới thiệu tham luận xây dựng chỉ tiêu đánh giá chuyển đổi số cấp doanh nghiệp của tiến sĩ Đồng Mạnh Cường, đến từ khoa Kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin kính chào các quý đại biểu tham dự diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu năm 2021. Tôi là Đồng Mạnh Cường, đang công tác tại trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Hôm nay tôi xin trình bày đề xuất nghiên cứu về xây dựng chỉ tiêu đánh giá chuyển đổi số cấp doanh nghiệp. Thứ nhất, về bối cảnh nghiên cứu. Hiện nay, việc chuyển đổi số đang rất được quan tâm bởi chính phủ. Vào ngày 12 tháng 11 năm 2021 vừa qua, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Nội dung kế hoạch đưa ra các nhóm mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, ngoài một số chỉ tiêu cập nhật của kỳ kế hoạch trước, kế hoạch này bổ sung các chỉ tiêu về phát triển các loại hình thị trường, cơ cấu lại không gian kinh tế, phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, có một nội dung rất được quan tâm, đó là mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số sẽ chiếm 20% tỷ trọng GDP. Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%. Định hướng đến năm 2030, kinh tế số chiếm 30% GDP, tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%. Điều này cho thấy chính phủ đang rất quyết tâm và xác định kinh tế số là một trụ cột của nền kinh tế trong thời gian tới. Để thực hiện hóa chủ trương này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định phê duyệt đề án xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, được gọi tắt là DTI. Theo đó, bộ chỉ số chuyển đổi số này gồm 3 cấp. Thứ nhất là chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh, thứ hai chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, thứ ba chỉ số chuyển đổi số cấp quốc gia. Theo kết quả đánh giá DTI cấp tỉnh năm 2020, với DTI khoảng 0,49 điểm, Đà Nẵng là địa phương dẫn đầu bảng xếp hạng ở cả 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong khi đó, với kết quả đánh giá cấp bộ, sự khác biệt về chỉ số ở các bộ là không quá lớn. Trong đó, Bộ Tài chính là cơ quan dẫn đầu bảng xếp hạng DTI với 0,5 điểm. Có thể thấy, với bộ chỉ số này, kết quả tổng hợp hàng năm sẽ cung cấp bức tranh tổng thể về chuyển đổi số ở Việt Nam, đồng thời giúp theo dõi, đánh giá, xếp hạng một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm ở các bộ, tỉnh, thành phố. Điều này là rất quan trọng để có các giải pháp thúc đẩy trong thời gian tới. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bộ chỉ số dành cho các cơ quan quản lý. Đối với cấp độ doanh nghiệp, chúng ta chưa có chỉ số đánh giá chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Và như chúng ta đã biết, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã rất quan tâm chủ động số hóa các hoạt động của doanh nghiệp và nhận thức được chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang gây ra ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh. Và thực tế cho thấy ở nhiều địa phương, chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, tìm kiếm được mô hình hoạt động kinh doanh linh hoạt hơn. Chính vì thế, việc đánh giá chuyển đổi số ở các doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Chính vì vậy, chúng tôi đưa ra 3 hướng nghiên cứu tương ứng với 3 mục tiêu nghiên cứu. Thứ nhất, đó là cần phải xây dựng và xác định bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số ở doanh nghiệp. Đó sẽ là một thang đo thống nhất để đánh giá mức độ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp. Và điều này là rất quan trọng với cả chính sách vĩ mô và đối với góc nhìn của doanh nghiệp. Trong hình thì tôi đưa ra một ví dụ về bộ chỉ số DTI cấp tỉnh được nói đến ở bên trên, và chúng tôi hy vọng rằng có thể xây dựng được một bộ tiêu chí tương đương cho cấp doanh nghiệp. Về mục tiêu thứ hai, đối với chính sách vĩ mô, chúng ta cần những con số cụ thể để đánh giá và đo lường mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp. Với việc có được bộ chỉ số đánh giá này thì chúng ta có thể xác định được những tác động của việc thay đổi chính sách, thể chế tới chuyển đổi số, và từ đó có thể đưa ra các khuyến nghị chính sách giúp cải thiện môi trường pháp lý, đẩy mạnh chuyển đổi số ở doanh nghiệp. Mục tiêu thứ ba là từ góc nhìn của doanh nghiệp, việc có được những chỉ tiêu và con số cụ thể sẽ giúp xác định được những thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp gặp phải để tối ưu hóa việc quản trị. Bên cạnh đó, giúp doanh nghiệp có thể đánh giá tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả doanh nghiệp và từ đó đưa ra các chính sách phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Và khi thực hiện đề tài này thì có một số lưu ý chúng ta cần lưu tâm. Như chúng ta đã biết là các hoạt động chuyển đổi số có thể bao gồm từ việc là số hóa dữ liệu quản lý, kinh doanh của doanh nghiệp, áp dụng công nghệ số để tự động hóa, tối ưu hóa các quy trình nghiệp vụ, quy trình quản lý, sản xuất kinh doanh, rồi quy trình báo cáo, phối hợp công việc trong doanh nghiệp, cho nên việc chuyển đổi số toàn bộ mô hình kinh doanh, tạo thêm giá trị mới cho doanh nghiệp. Chính vì thế, khi thực hiện xây dựng chỉ số đánh giá chuyển đổi số cho doanh nghiệp, chúng ta cần phải quan tâm đến những cái đặc điểm khác nhau của từng doanh nghiệp để xây dựng bộ tiêu chí phù hợp.
có 3 điểm mà chúng tôi muốn lưu tâm. Thứ nhất đó là sự khác biệt đối với loại hình doanh nghiệp. Có thể đó là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thứ hai là sự khác biệt trong lĩnh vực kinh doanh. Đối với doanh nghiệp dịch vụ hay sản xuất thì sẽ có những cái đặc thù khác nhau. Và thứ ba là sự khác biệt trong từng giai đoạn phát triển chuyển đổi số của doanh nghiệp. Và trên đây là trình bày đề xuất hướng nghiên cứu về xây dựng chỉ tiêu đánh giá chuyển đổi số ở cấp độ doanh nghiệp của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu đã lắng nghe.